Thưa sư, làm sao để tinh tấn cả một ngày khi thức dậy với sự mệt mỏi và phải đấu tranh với sự mệt mỏi đó cả ngày? Kính mong sư giải đáp giúp con. Thứ nhất là quý vị mệt mỏi về thân hay là mệt mỏi về tâm? Cái thứ hai là mình mệt mỏi thế gian hay là mình mệt mỏi của việc tu tập suốt thế gian? Nó khác nhau. Mệt mỏi của thế gian thì mình có những cách giải quyết của thế gian. Thí dụ như là đi nghỉ dưỡng, rồi đi những khu vui chơi, rồi thậm chí là đi vô spa, chăm sóc sắc đẹp, thì đó là cái kiểu của thế gian. Chừng nào mà thành ra là quý vị cung cấp không có đủ thông tin, thành ra sư rất là khó để mà sư nói với quý vị được. Rồi hơn nữa là mệt mỏi nó về thân hay về tâm? Nếu mà mệt mỏi về thân thì xem coi mình có phải là mình đã tham công tiếc việc hay không, làm việc quá nhiều nó sẽ dẫn đến mệt mỏi. Bản thân mình phải trả lời trước cái câu hỏi là tại sao? Tại sao tôi mệt mỏi? Cái mệt mỏi nó ở đâu ra? Tại sao tôi mệt mỏi? Quý vị phải trả lời được, rồi sau đó mình mới đưa ra giải pháp. Đi khám bệnh cũng vậy, không phải bác sĩ cứ kêu cho một đống thuốc đó rồi mình cứ về uống. Mình phải hỏi là tôi bị bệnh gì và tại sao, thì mình mới giải quyết được vấn đề nha. Thành ra là do quý vị không cung cấp đủ thông tin đó. Sư chỉ trả lời một cách chung chung thôi. Thứ nhất là cái theo kinh nghiệm cá nhân của sư ha, thì thứ nhất là mình ở trong một cái tập thể tinh tấn thì cái tàm úy nó sẽ cản trở mình khỏi sự lười biếng. Khi mà mình lười biếng thì mình thấy những vị xung quanh tinh tấn thì cái sự tàm úy nó sẽ làm cho mình tinh tấn hơn. Đương nhiên còn nếu mình là cái thứ vứt đi không còn tàm úy nữa thì thôi sư không nói. Tức là xung quanh ai muốn siêng thì siêng, mình lười thì mình cứ lười thì thôi, cái đó sư không nói nữa. Cái thứ hai á là nghĩ về cái trách nhiệm của mình. Có nhiều người họ muốn làm biếng lắm chứ, nhưng mà họ vẫn sáng dậy họ vẫn phải đi làm. Họ rất chán công việc đó nhưng họ vẫn phải đi làm. Họ chán cái công ty, họ chán bạn bè, họ chán tất cả mọi thứ nhưng họ vẫn phải đi làm. Bởi vì cái gọi là trách nhiệm. Trách nhiệm của một người chồng, trách nhiệm của một người cha, trách nhiệm của một người con. Chính bởi vì cái chữ trách nhiệm đó mà họ phải nỗ lực họ đi làm. Thậm chí là họ chịu nhịn nhục để mà họ có được công ăn việc làm. Ở trong đạo cũng vậy, khi mà mình nghĩ về cái trách nhiệm của mình tự nhiên mình siêng. Ví dụ như cái trách nhiệm của mình là mình cần phải tụng kinh, cái trách nhiệm của mình cần phải làm cái này, mình cần phải hành thiền, mình cần phải học đạo, tự nhiên cái trách nhiệm nó đẩy mình đi. Xin thưa là đôi khi sư dạy như các lớp giáo lý thì nó cũng có những giây phút mệt mỏi vậy. Cũng có lúc mà thôi muốn quăng qua một bên, rồi mình đi du lịch, mình đi nghỉ dưỡng, mình hưởng thụ cho nó sướng chứ mắc mớ gì mà mình phải cái cực vậy. Nhưng mà cái gì nó níu sư lại? Cái trách nhiệm. Trách nhiệm của mình đối với những người học đạo với mình, trách nhiệm đối với những người đi theo mình, và hơn hết là trách nhiệm đối với con đường sanh tử của mình. Một ông sư mà ổng muốn ăn chơi ai cản ông nổi, một con người muốn ăn chơi muốn lười biếng ai cản ông nổi, nhưng cái trách nhiệm nó cản ông, cái tàm úy nó cản ông. Mà một khi mà mình không còn cái tàm úy, không còn cái trách nhiệm với người và trách nhiệm với mình nữa đó, thì nó không còn gì chứ. Cho nên là đây là cái chia sẻ cá nhân của sư, và không biết đại đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị,
Về phần trả lời của Đức Hạnh tại sư luôn hoàn toàn đồng ý thưa quý vị, rất là chính xác. Nếu mà sư trả lời thì sư trả lời cũng y như vậy, cũng hỏi quý vị, cũng hỏi quý vị tuần tự như vậy. Có nghĩa là quý vị nói là tinh tấn vì cái điều gì, vì cái thế gian, hay là vì hướng về cái sự tu tập à, cái điều đó quan trọng nhất đó. Rồi cái đó quan trọng, cái động lực á, vị đang đang muốn cái đó, làm cái đó để hướng về cái gì, đúng không? Còn vị muốn làm cái điều đó để phục vụ thế gian thì thôi, quý sư là cái đó là quý vị phải tự giải quyết, tự tất nhiên lên Google sạch thôi, chứ ở đây là quý sư chỉ nói về cái cạnh Phật pháp thôi. Cho nên là rồi cái cạnh mà Đức Hạnh Tại nói rất là đúng nữa, nghĩa là phải là mình phải biết rõ là mình đang sự mệt mỏi về thân về tâm đó. Đấy mà. Cho nên đó là cái câu trả lời, ngay cả câu hỏi từ đầu á, câu hỏi từ đầu á là vốn dĩ từ bản thân quý vị á, đã bản thân chính mình á, phải là người tự trả lời cho mình. Rồi sau đó đó, sau đó là gì? Sau đó là mình soạn một cái câu hỏi mà cụ thể à, để đưa cho quý sư, để quý sư đưa cái giải pháp mà nó cho cái lời khuyên mà nó đúng cái tinh thần Phật pháp nhất cho quý vị. Còn như sư cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Đức Hạnh Tại, còn kiểu chung chung thì Đức Hạnh Tại đã trả lời rất là đầy đủ rồi, cho nên sư cũng bổ sung gì thêm. Xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.